Thưa quý vị, hiện tượng hiếm hoi 1.000 năm mới xảy ra một lần. Đêm qua, hai ngôi sao cổ nhất trên dải ngân hà đã va chạm vào nhau, vỡ vụn trên không trung, đồng thời tạo ra những nguồn năng lượng đặc biệt phóng xuống trái đất. Sao kỳ vậy? Đây là máy mới mua, sao lại còn dữ liệu? Chỉ có thể liên lạc với cô ấy qua laptop thôi. Xác là tôi đang sống vào năm 2020, còn cô sống vào năm 2019. Kelly, chỉ có cô mới có thể giúp vợ tôi sống lại. Anh tin thiên đường là có thật không? Đây có phải là sự thật không? Đưa đây! Cái gì đã chết rồi? Em bắn thầy làm gì? Tao phải cứu thiên gì? Đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?